Để tiếp tục quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh doanh vận tải theo quy định của pháp luật, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý xe dù bến cóc, xe trá hình tuyến cố định, xe ghép, xe tiện chuyến trên địa bàn địa phương. Thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện an toàn giao thông của đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô và đặc biệt chú trọng đến việc thực hiện các quy định về thời gian lái xe, tốc độ, điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, điều kiện của người lái xe kinh doanh vận tải chở đúng số người quy định, xử lý nghiêm vi phạm nếu phát hiện. Đề nghị được đưa ra trong bối cảnh các sai phạm vẫn còn tồn tại trong tình trạng là hoạt động ở nhiều nơi, vi phạm còn diễn ra công khai mà chưa được xử lý nghiêm minh. Thưa quý vị và các bạn, với việc khai thác, phát huy tiềm năng thế mạnh của du lịch địa phương, thì du lịch Ninh Bình đã trở thành một điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, để phát triển hơn nữa ngành công nghiệp không khói này, thì tỉnh Ninh Bình cần phải tạo ra những sản phẩm du lịch kết hợp yếu tố văn hóa du lịch với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để có thể tạo ra một bản sắc riêng cho Ninh Bình. Đó là những chia sẻ của các chuyên gia, các nhà khoa học, kiều bào đối với buổi làm việc giữa tổ chức khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu với tỉnh Ninh Bình. Tại buổi làm việc giữa Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu AVSE Global với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, các nhà khoa học, chuyên gia kiều bào cho rằng Ninh Bình cần phát triển du lịch cân bằng trên 3 trụ cột kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường. Tỉnh cũng cần quan tâm phát huy hơn nữa vai trò của mỗi người dân, của cộng đồng trong phát triển du lịch xanh, du lịch chất lượng cao, kết hợp với công nghệ sạch, công nghệ thông minh và công nghệ văn hóa sáng tạo, từ đó đưa Ninh Bình trở thành công viên khổng lồ của các cuộc thám hiểm văn hóa và di sản. Những cái sản phẩm mà sắp tới đây thì nó sẽ phải cập nhật hơn với cái xu thế phát triển của thế giới, giống như là phát thải carbon ít hơn, thân thiện ngày một thân thiện với môi trường, và làm sao biến những cái di sản của mình trở thành những cái tài sản mà chúng ta có thể gìn giữ mãi, và nó làm cho cái cuộc sống của người dân ở đây được sinh sôi nảy nở và gắn rất là hài hòa với những cái cảnh quan thiên nhiên bên mình. Về cơ sở hạ tầng là đã rất tốt rồi. Chúng ta cần có những cái chiến lược để mà tạo ra những sản phẩm nào đó để mà nâng tầm đó lên. Thì chúng ta cũng nghĩ là nên có phần còn có cái ba cái cực. Đó là đầu tiên là công nghệ sạch với tất cả những cái về AI, về công nghệ thông minh, rồi công nghiệp mô phỏng thiên nhiên, tất cả những cái đó. Bên cạnh đó chúng ta cần có một cái gọi là phát triển cái công nghiệp văn hóa sáng tạo. Và cái đó nó có thể đó là cái để mà đẩy push cái du lịch chúng ta đi lên và đưa nó lên một cái tầm tầng mới. Ninh Bình là tỉnh sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên đặc biệt, di sản văn hóa và lịch sử phong phú, nổi tiếng với du khách trong nước và quốc tế. Năm 2014, quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình được tổ chức UNESCO ghi danh là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Đây là di sản kép đầu tiên của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã xác định công nghiệp văn hóa, du lịch chính là mũi nhọn để Ninh Bình đột phá cho phát triển và tăng trưởng trong tương lai. Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình khẳng định các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc của các chuyên gia, nhà khoa học kiều bào đã gợi mở ra những hướng phát triển mới trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 20 cho tới 22 tháng 8, khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ có khả năng sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 cho tới 100mm, có nơi trên 200mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua. Theo dõi chặt chẽ để thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Triển khai lực lượng xung kích tại các khu vực nguy hiểm, sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. Những năm gần đây thì du lịch nông thôn ở miền núi đang trở thành một xu hướng và mang đến những trải nghiệm mới lạ cho du khách. Với những lợi thế có sẵn về khí hậu, thổ nhưỡng, các mô hình du lịch nông nghiệp đã góp phần thay đổi diện mạo của vùng cao, từ đó tạo sinh kế bền vững cho người dân tộc thiểu số ở Lào Cai. Huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai là điểm du lịch thu hút những du khách yêu mến trải nghiệm, khám phá thiên nhiên. Vào mỗi mùa hoa mận nở rộ, Bắc Hà đón hàng nghìn lượt khách từ khắp nơi đổ về.
đến với cao nguyên trắng Bắc Hà, du khách được hòa mình vào không gian thơ mộng của các loài hoa. Đây là lần đầu tiên mình đến với vườn mận ở Tạ Văn Chư. Vườn mận thì rất là đẹp, cái công tác chuẩn bị thì rất là chu đáo này. Vườn mận thì cũng rất là sạch sẽ và mình đến mình có thể chụp ảnh rất là đẹp. Lợi thế khí hậu và thổ nhưỡng, nhiều nơi ở Lào Cai đã mở rộng diện tích gieo trồng, đa dạng hóa các dịch vụ vui chơi trải nghiệm. Từ đó tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người dân vùng cao trong lĩnh vực du lịch. Đây là địa điểm gần gũi với thiên nhiên. Lúc tôi chưa đến đây thì chưa hình dung nơi này như thế nào, nhưng quả thật là nó rất đẹp, con người rất thân thiện. Chúng tôi rất hài lòng về những trải nghiệm và sự gần gũi, nhiệt tình phục vụ của gia chủ. Với khách nước ngoài thì với các điều kiện thiên nhiên ưu đãi đang có ở đây thì khi về em đã mở cái lot này để cho cái đối tượng của em là khách quốc tế thì nó phù hợp với thế, gắn liền với thiên nhiên và gắn liền với bà con. Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh Lào Cai thu hút 4 triệu lượt khách với doanh thu trên 13,5 tỷ đồng. Trong đó du lịch từ nông nghiệp ngày càng thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Lào Cai cũng đặt mục tiêu đến năm 2050 trở thành điểm đến du lịch thiên nhiên, thể thao mạo hiểm xanh và thông minh hàng đầu Việt Nam và khu vực. Phát triển du lịch, nông nghiệp nông thôn cũng được coi là một giải pháp, là một sinh kế bền vững, góp phần tích cực thúc đẩy cái công cuộc xóa đói giảm nghèo, cũng như là tạo ra một cái nguồn thu nhập bền vững, tạo ra việc làm bền vững cho các cái cộng đồng người dân tộc thiểu số, đặc biệt ở những vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Nông thôn vùng cao Lào Cai đang hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, mang lại năng suất và sản lượng lớn. Đây cũng chính là điều kiện để Lào Cai khai thác, phát triển xây dựng các mô hình du lịch nông nghiệp độc đáo, hấp dẫn. Đắk Nông có đường biên giới giáp với tỉnh Mondulkiri của Vương quốc Campuchia. Dọc tuyến biên giới, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, khiến cho không ít em nhỏ phải bỏ học. Những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông đã sẻ chia, đồng hành chắp cánh ước mơ cho hàng trăm trẻ em được tới lớp, tới trường. Không chỉ trẻ em Việt Nam mà còn có cả những em nhỏ người Campuchia, làm tô thắm hơn tình đoàn kết của hai dân tộc. Gia đình em Khu Vin Bosophan tại xã Đắk Đam, huyện Orang, tỉnh Mondulkiri, Campuchia, là anh cả của 4 đứa em. Nhiều năm trước, Khu Vin từng muốn bỏ học làm dẫy để phụ gia đình. Nhưng được sự giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông, em đã có điều kiện để đi học trở lại. Lớn lên em muốn trở thành một thầy giáo để có thể hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn như em để đến lớp, để không phụ công lao của các chú Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã giúp đỡ em được đến trường. Em rất vui và hạnh phúc. Bằng sự quan tâm và tình yêu thương, các chiến sĩ bộ đội đã huy động nguồn lực thông qua các chương trình như nâng bước em đến trường, con nuôi đồn biên phòng, mẹ đỡ đầu. Hàng trăm em là người đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được giúp đỡ, trong đó có 12 em là người Campuchia. Dạ, con khi được các mẹ nhận đỡ đầu con rất là vui và con hứa con sẽ học thật giỏi để không phụ lòng các mẹ. Các bố chăm lo con rất tốt, từ cặp bát đến những quyển vở, những viên thuốc khi con sốt. Và thành tích học tập của con trong những năm vừa qua luôn được loại giỏi. Đây là một cái chương trình có cái ý nghĩa nhân văn hết sức sâu sắc, góp phần tăng cường cái tình đoàn kết gắn bó máu thịt giữa bộ đội với quần chúng nhân dân, giữa lực lượng bộ đội biên phòng với nhân dân ở khu vực biên giới. Đồng thời tăng cái tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân, đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới Việt Nam với các nước láng giềng. Và qua đó thì xây dựng cái tiềm lực biên phòng toàn dân. Các em học sinh được hỗ trợ đều có thành tích tốt trong học tập, nuôi dưỡng ước mơ trở thành người có ích. Chính những điều đó đã trở thành nguồn động viên cho những người chiến sĩ làm tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.